Đã gần 10 năm gắn bó với nghề, thế nhưng niềm vui mỗi khi đi làm vẫn lộ rõ trên gương mặt người thanh niên này. Mỗi sáng trên chiếc xe máy tay ga, anh dạo quanh khắp các con đường trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để đánh giày cho khách. Với anh, đây không chỉ đơn thuần là công việc mưu sinh mà là cả một niềm đam mê. Anh tên Nguyễn Hồng Vương, quê ở Phú Yên, vào Sài Gòn kiếm sống từ khi mới 15 tuổi. Anh Vương đã không từ chối một công việc nào, từ nhặt ve chai, giúp việc nhà, phục vụ nhà hàng. Anh đều cần mẫn làm để tích góp tiền mở tiệm cơm. Nhưng rồi công việc làm ăn cũng thất bại. Từ một ông chủ tiệm cơm, anh đến với nghề đánh giày trong một dịp tình cờ. Với anh, nghề đánh giày cũng là cái duyên và gắn bó lâu dài được với nó hẳn là chữ phận. Chính tâm huyết với nghề đã được thể hiện qua thương hiệu gacẩu.net của anh. Điều đặc biệt thì cái gì cũng vậy. Mình làm thì phải là kỹ càng. Làm một lần thì thôi, chứ làm mà làm ẩu á, làm lại mất thời gian nhiều lắm. Cái thương hiệu nó rất là quan trọng. Ai cũng có một cái thương hiệu, giống như một người mà sinh ra phải có một cái tên như đó, phải xứng tầm cái tên của mình. Mỗi đôi giày anh đánh ít nhất 15 phút. Nếu khách không có thời gian để đợi thì anh sẽ không nhận. Có thể thời gian để đánh xong một đôi giày lâu hơn so với bình thường, nhưng nhìn cách anh tận tụy làm việc với những đôi giày, lấy uy tín làm đầu, anh luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng. Nhiều người còn tin tưởng và xin số điện thoại để liên hệ mỗi khi cần đánh giày. Đa phần các vị khách quen của anh thường gọi điện để trao đổi địa điểm. Bất cứ khi nào khách hàng cần, gacẩu.net, anh đều có mặt nhanh chóng. Anh thấy anh ấy đánh rất là cẩn thận. Và cái giày của anh nó có cái phía dưới nó màu trắng. Anh thấy là anh làm cẩn thận, anh muốn quay lại đây làm một lần nữa. Lần đầu tiên mình thấy một người đi đánh giày mà có website. Cái thứ hai nữa là anh ta rất nhiệt tình và đánh nó rất là sạch. Nội cái thương hiệu không thôi là cũng có thể là mình nghĩ ngay đến cái bản chất của con người này. Người ta không thích những cái việc làm khẩu thả, thì như vậy nó cũng nói lên được cái tính chất cũng như cái bản chất của người ta. Mọi người vẫn nhắc tới anh chàng đánh giày kỳ lạ là ở chỗ anh không chỉ ăn mặc chỉnh chu mà còn chạy xe máy tay ga đi làm. Thế nhưng với anh Vương, mọi chuyện đều có lý do của nó, và trong công việc thì không phân biệt sang hèn. Dù cho nhiều người có ý xem thường và chê bai, anh vẫn không nản chí và bỏ cuộc, vì anh yêu thích và muốn gắn bó lâu dài với cái nghề đã đem lại cho anh nguồn thu nhập chân chính. Đã gọi là đi đánh giày thì ai cũng gọi là đi làm hết á. Đi làm phải chủ yếu là chỉ là kiếm tiền. Chứ không ai mà nó dám nói là tôi đi làm không có tiền hết. Nhưng mà mình kiếm đồng tiền thế nào, nó ý nghĩa, mình mang lại giá trị cho người khác, giữa mình và họ. Ngoài công việc đánh giày vào buổi sáng, buổi chiều anh Vương còn đi môi giới nhà đất, tour du lịch, tối thì đi bán hàng kiếm thêm thu nhập. Tuy không còn vất vả như xưa, nhưng với con người yêu công việc như anh, thì anh chưa dừng lại và sớm thỏa mãn. Dù các công việc khác của anh có nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng anh vẫn gắn bó với nghề đánh giày, bởi vì được đánh giày là được sống với đam mê mà anh đã chọn. Đặt hết chữ tâm vào nghề, anh Vương khiến cho công việc đánh giày trở nên thật sang so với những gì mọi người vẫn nghĩ. Qua câu chuyện của anh đánh giày độc đáo này, có lẽ chúng ta có dịp suy ngẫm thêm về niềm đam mê, về giá trị của công việc chân chính, lương thiện, đồng thời cũng có vài kinh nghiệm để tham khảo trong việc tạo dựng uy tín, thương hiệu trong kinh doanh thông qua thương hiệu gacẩu.net của một anh đánh giày. Từ ngày 1 tháng 7, 2016, Nghị định 132 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bắt đầu có hiệu lực thi hành. Một điểm mới đáng chú ý trong nghị định này là quy định xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành khách đi trên phương tiện chở khách sang sông mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Thế nhưng, tại các bến đò ngang trong thành phố Hồ Chí Minh, quy định về hành khách phải sử dụng áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh khi lưu thông bằng phương tiện đường thủy đã được thực hiện ra sao? Tám giờ sáng, phóng viên có mặt tại bến phà Bình Quế, nơi có chuyến phà đưa người dân qua lại trên sông Sài Gòn giữa quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức. Người dân qua phà được các nhân viên bến phà phát cho một chiếc áo phao cứu sinh nhỏ như thế này. Còn áo phao thì được cột chặt vào thành phà.
không một ai quan tâm tới việc lấy áo phao để mặc khi qua sông, và phao cứu sinh được máng vào tay cầm xe máy như thế này. Vậy chiếc phao này dùng để cứu sinh người đi trên đò hay cứu xe máy? Còn ở bến phà An Phú Đông, nối liền quận Gò Vấp và quận 12, một số ít áo phao được phát, số còn lại được ràng buộc khá cẩn thận. Xe máy đi hai người nhưng chỉ phát một chiếc áo phao, và áo phao chỉ để treo trên xe. Thế nhưng không có ai đi phà thắc mắc về quyền lợi được dùng áo phao vật nổi cứu sinh trên đò. Do đâu mà người dân phớt lờ những quy định bắt buộc về an toàn giao thông đường thủy như thế này? Mình là người đi đò thì mình phải mặc áo phao, mình phải có trách nhiệm mình mặc áo phao hoặc là sử dụng vật nổi cứu sinh á. Thì mình có biết cái quy định mới đó bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 rồi nó có hiệu lực không? Không ạ. Em có nghe. Bạn thấy cái bến đò này họ có chấp hành nghiêm túc cái việc đó không? Thì em thấy lên trên đó thì người ta cũng có đưa phát áo phao cho mình đó. Dạ em chưa nghe. Qua bên đò kia là ngay người ta cũng mặc áo phao. Không, không có nhận. Chỉ dành cho những người nào đi xa thôi. Còn mọi người đi bộ qua là không có. Không. Đi mình đi bộ nhưng mà không có. Đi bộ không có. Vậy thì đi xe máy mới có hả? Xe máy có. Câu trả lời phần nhiều đến từ một nguyên nhân, hầu như không một khách đi phà nào biết được quy định mới về việc phạt tiền đối với hành khách đi trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa mà không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang vật dụng nổi cứu sinh cá nhân. Tại các bến phà nội địa hiện nay, hầu như việc tuyên truyền về những quy định, nghị định mới dành cho khách sang sông đã không được quan tâm đúng mức. Những bản báo sơ sài, không có tính ràng buộc và cảnh báo khách sang sông. Và khi quay lại bến phà Bình Quế, ống kính camera cận cảnh đã ghi nhận được những hình ảnh này. Chỉ có hai người mặc áo phao, đó chính là hai người nhân viên của bến đò, một người cầm lái và một người xếp xe. Tất cả những người đi trên phà đều không hề được trang bị một vật dụng cứu sinh nào cả. Vậy phao cứu sinh, áo phao đối với họ có quan trọng không? Mà lỡ cái xe ra sự cố thì cái áo phao nó có giúp được gì cho bạn không? Thì cũng giúp được chứ. Thì mình rớt xuống nước mình cũng... Ví dụ mình không biết bơi thì nó cũng phải nổi lên. Em không biết bơi nên nghĩ áo phao sẽ an toàn hơn khi mà đi lên phà. Có chi lên đò. Chắc cũng chưa, tại nó nhó, hơi nhó mà. Với lại sao nó đảm bảo được người với lại xe máy được. Ghi nhận thực tế cho thấy, chủ phà không quan tâm và nhiều hành khách đi đò vẫn chưa có ý thức mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho chính họ. Với mức phạt bằng với mức phạt cho hành vi không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên đường bộ bằng xe gắn máy hai bánh, đã cho thấy các cơ quan chức năng luôn mong muốn người dân có sự nhìn nhận nghiêm túc hơn về vấn đề an toàn của bản thân khi đi phà hoặc đò qua những con sông. Trước khi các cơ quan chức năng tổ chức xử phạt, thiết nghĩ, những người đầu tiên nên quyết liệt với những hành vi không sử dụng áo phao vật nổi cứu sinh của khách đi phà chính là chủ phương tiện và nhân viên của những bến phà này. Camera hành trình trên một chiếc xe ô tô đã ghi lại những hình ảnh sau đây trên một đoạn đường quốc lộ vào lúc 15 giờ 37 phút. Đây là một vụ tai nạn hay vụ cướp giật? Hãy cùng quan sát. Các phương tiện giao thông đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nhưng điều gì đã khiến cho chiếc xe bồn phía trước thắng gấp đến như vậy? Hãy cùng quan sát thật kỹ hai người phụ nữ đi trên chiếc xe máy này. Họ cũng đang di chuyển theo đúng làn đường của mình. Nhưng bất ngờ, người điều khiển chiếc xe máy đã đột ngột cho xe lấn sang làn đường bên cạnh khi họ chưa quan sát kỹ dòng xe đang chạy ngược chiều lại. Một cú va chạm rất mạnh đã khiến cho cả hai té nhào, sát bánh xe bồn. Cùng lúc đó, hai người điều khiển xe đạp cũng loạng choạng tay lái, nhưng thật may mắn đã không có tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đây là một trong những vụ lấn tuyến quá mạo hiểm khi lưu thông trên đường phố. Có lẽ những hình ảnh thoát tim này sẽ là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những ai có ý định chạy ẩu, bất chấp luật giao thông và sự an toàn cho chính mình. Những chiếc xe máy đắt tiền dựng trên vỉa hè, không người trông coi luôn có nguy cơ trở thành miếng mồi hấp dẫn và đầy quyến rũ đối với kẻ gian. Liệu chủ nhân của hai chiếc xe máy đắt tiền này có trở thành nạn nhân của kẻ trộm hay không khi cả hai chiếc xe được dựng khá hớ hên trước cửa nhà thế này? Hai chiếc xe máy được dựng ngay trước cửa nhà và không có người trông coi. Ngoài trời đang có một cơn mưa nhỏ. Một người đàn ông mặc áo mưa từ phía ngoài đường bước vào, ngó nghiêng, liên tục quan sát phía trong nhà. Thái độ lén lút rất khả nghi.
sẽ có một vụ trộm xe sắp xảy ra chăng? Và việc gỡ chiếc mũ bảo hiểm này có mục đích là để việc tẩu thoát cùng chiếc xe máy ăn trộm trở nên dễ dàng hơn chăng? Cùng xem lại tình huống này một lần nữa, chiếc xe máy dựng trước cửa nhà với chiếc mũ bảo hiểm treo hờ hững trên tay cầm. Và cửa nhà mở toang, chủ ngôi nhà hoàn toàn có thể bước ra bất kỳ lúc nào. Hãy xem lại những điểm bất thường này. Thái độ lén lút, liên tục quan sát phía bên trong ngôi nhà. Và trước đó vài phút, camera an ninh đã ghi lại được người đàn ông là chủ nhân đích thực của chiếc xe máy. Còn người đàn ông khả nghi này đích thị là một kẻ có mưu đồ xấu với chiếc xe máy. Không gặp bất cứ khó khăn nào, tên trộm hành động khá dễ dàng trong việc gỡ bỏ chướng ngại vật là chiếc mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, không hề có một động tác phá khóa xe nào diễn ra. Tên trộm vội vã rời khỏi hiện trường với chiếc mũ bảo hiểm. Vậy là tên trộm lả đời không hề có ý định trộm xe máy. Mục tiêu ngay từ đầu của hắn là chiếc mũ bảo hiểm được treo trên tay cầm của xe máy. Mất chiếc mũ bảo hiểm, nhưng chủ nhân ngôi nhà này vẫn còn may mắn vì chiếc xe máy đã không bị đánh cắp. Ngày tựu trường luôn là khoảnh khắc đẹp, đầy xúc động và có nhiều kỷ niệm khó quên trong quãng đời học sinh khi lần đầu tiên đến trường hoặc bước vào năm học mới. Cho nên ký ức về ngày tựu trường vẫn luôn vương vấn trong tâm trí nhiều người và nó được khơi lại mạnh mẽ khi chợt nghe tiếng trống trường vang lên trong ngày lễ khai giảng. Bây giờ là bác 78 rồi mà bây giờ các con hỏi cái cảm xúc lớp 1 thì như vậy là đúng. Bây giờ thì bác thì cái năm mà lớp 1 là năm 1941-42. Thế nhưng mà sau đó dần dần là bác lại nhớ lại mấy cái bài thơ gọi là hằng là bài thơ bài viết của Thanh Tịnh là Tự Trường đấy. Tức là nép dưới nón mẹ, lần đầu tiên đi đến trường lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Đầu tiên đến trường mình cứ đang nhỏ đấy, mình cứ bơ vơ lúc nào cũng nhõng nhẽo theo mẹ, rồi là còn đang nhìn đang thấy cái gì cũng lạ. Nó vừa lạ vừa vui mà nó có cảm giác mình không có thể tả được, với lại bây giờ mình không thể biết để mình diễn tả được cái giây phút đó. Quay mất rồi. Mới đầu tiên đến lớp thì nó hoàn toàn là bỡ ngỡ hết. Chưa biết là mình phải học cái gì, mình sẽ làm như nào. Mới bước chân vô là thấy ngỡ ngàng. Xong rồi đi vô, cái mẹ đẩy vô, xong rồi đẩy vô, cái bác bắt đầu quay lại, không thấy mẹ, bắt đầu khóc. Thì cái lời đầu tiên mà bác mong muốn là các thầy cô là được quý trọng. Là được quý trọng giống như hồi xưa học bác đi còn đi học đó. Tức là rất quý trọng, học trò quý trọng thầy cô rất là kính cẩn, rất yêu thương. Mà lúc nào có nhân cách thầy cô cũng cao và thượng để làm cho học trò và luôn luôn nhớ đến mình. Qua đầu năm học mới thì bác cũng cầu chúc các thầy cô sang năm mới vào lớp thì dạy tốt, học tốt cho các em. Các em thì phải chăm chú lắng nghe thầy cô. Chúc các thầy cô trong năm học mới là có cách giáo dục làm sao cho cái thế hệ tương lai của Việt Nam nó càng ngày càng tốt. Chúc các thầy cô là trong một năm học thì có nhiều sức khỏe để có thể mà kèm cặp các em trong vòng 8-9 tháng học. Tôi muốn là các em vào năm học mới là các em đến trường với một tâm thế thật là vui tươi để cho ba mẹ an tâm đi làm. Rồi các em tới trường các em học tập được những điều hay của các cô, rồi gặp các bạn để vui chơi rất là thỏa thích. Thưa các cháu, là sang năm học mới thì các cháu sẽ hứng thú học tập và tích cực tham gia các cái hoạt động để đạt được, để các cháu sẽ ngày càng phát triển hết các mặt toàn diện các bạn. Thì bác cũng cầu chúc cho các em học sinh mình chăm chú học, nghe lời cô giảng dạy, học bài thuộc bài, sinh hoạt đúng giờ đúng giấc. Chúc các bạn sinh viên thì một năm mới là có nhiều cố gắng hơn, là có nhiều may mắn hơn trong đường học cũng như các việc làm thêm. Rồi các em nhỏ thì cũng có nhiều sức khỏe và có thể là
vui tươi, thoải mái trong khi học. Hy vọng rằng những lời chúc của thầy cô và mọi người gửi đến các em học sinh nhân ngày tự trường cũng là lời động viên khích lệ các em nỗ lực học giỏi hơn nữa, rèn luyện đạo đức, nhân cách mỗi ngày để có thể bay cao và bay xa hơn trên con đường lập thân lập nghiệp sau này.